Không thấy à? Không. Không thấy thâu. Con chào chú nha, con chào chú nha. Dạ. Dạ. Tôi bị điếc nặng lắm. Dạ. Bà nội là giờ đi bán vé số hả chú? Dạ, bà nội giờ đi bán vé số rồi, đi bán với nhỏ gái Út cưa, nhỏ 9 tuổi đó. Dạ. Hai cháu sinh đôi cũng đang ngủ. Dạ. Vậy thì ẩm này giờ bỏ, bỏ này can ngủ bên đây với tôi. Dạ. Thằng này giờ bỏ với cha đó. Dạ, Minh Nguyễn... Nó hẹp quá, ngủ 5 người ngủ không được. Bà nội hai cháu đi bán vé số hả chú? Dạ, bà nội đi bán vé số rồi. Dạ, chú ở nhà trông hai cháu. Dạ, giờ Vũ Anh chưa về nữa hả chú? Dạ, chưa. Dạ. Cũng trông nó đi tìm cho nó năn nỉ nhỏ kia cho nó về cái chân hai cái này chứ. Dạ. Hai... bé ngủ rồi mọi người. Bà nội giờ thì đi bán vé số rồi. Bà nội bán vé số gần ở đây không chú? Bán gần ngay chú, vòng vòng ngoài Tô Ký, ngoài quán cà phê, ngoài quán cà phê tập trung ngoài ngoài Tô Ký, quán cà phê gì cũng được 7-8 quán chứ. Dạ. Chú đưa nhẹ nhẹ thôi để đụng với chú, nhẹ nhẹ thôi. Dạ. Nhẹ nhẹ thôi. Đây là ông nội dưỡng. Tôi là ông nội dưỡng thôi. Dạ. Ông nội cũng ở dưới quận 8. Dạ. Mình đi giá quận khá, ông ở cầu Bà Lượng. Chú 50 tuổi nhưng mà chú lãng tai cho nên là mình phải nói lãng tai gì. Dạ. Còn mắt tôi kém, nó về này tôi không thấy đường đi. Chiều thì con cũng có đi chung với mấy anh em nhưng mà con có công chuyện con về trước. Về trước hả em? Dạ. Em về trước cho nên là tối hôm nay thì quay trở lại đây để cập nhật cái thông tin xem coi mẹ của hai bé về chưa. Nhưng mà giờ thì các anh em cũng chưa về, Vũ Anh cũng chưa về. Bao giờ chưa á? Dạ. 7 giờ tối rồi. Giờ 7 giờ rồi chắc tìm không được rồi. Chiều này hay cái thông tin đó thì cũng vui nha chú ha. Cũng mẹ của bé cũng liên lạc với mợ hai. Quay qua cái YouTube này coi, nó nếu nó coi thì nó thấy nó suy nghĩ là nó thương con nó về, còn nó không về là thua luôn. Nó không về là nó thua con gà nữa. Chú đưa nhẹ nhẹ thôi chú để nó đụng vô á. Dạ. Hai bé ngủ ngủ rồi. Cưng ghê không? Thì mẹ của hai bé thì nhìn cái hình ảnh này thì cũng quay về để mà chăm sóc cho hai bé. Thì mấy ngày nay thì những cái video clip thì Mạnh Thường Quân cũng đã giúp đỡ cho cha của hai bé để mà có kinh phí. Thì bây giờ thì nghe nói là lúc trước thì ông nội với bà nội có nói là mẹ của hai bé là cũng lo lắng về vấn đề không có tiền hay sao chú? Dạ. Nước chứa là không có tiền, hai này nó không có sữa uống nè. Dạ. Cho nó uống là nước cơm không á. Uống mấy ngày, chịu chậm mấy ngày rồi lúc trước tôi không hồ được. Bây giờ tôi có tiền tôi cho 200 hoặc 300 gì đó mua hộp sữa. Mà hai thằng nó uống hộp sữa mau lắm, hai thằng uống sữa 4 ngày hết hộp rồi, mau lắm, mua quay. Dạ. Mau lắm. Thì bây giờ có vợ chồng thì cùng vợ cùng chồng tác biển Đông cũng cạn. Thì có con vợ thì chăn hai này. Thằng kia đi làm kiếm tiền chứ mình nên, nếu mà về ôm hai này là chết chùm luôn. Dạ. Ông bà nội cũng rất là thương nè. Mọi người thấy thực tế mình quay cho mọi người xem đây. Tôi không có cháu, tôi thương hai này lắm. Dạ. Con tôi mới 19 tuổi rồi, thằng lớn nhất 19 tuổi rồi, chưa có vợ con cháu đâu. Dạ. Chú cũng mắt kém mà chú. Mắt tôi bị cận thị nè, rồi bị loạn thị nè, đi đo kiến không được không chú. Con thấy mấy đi lần thử rồi mà họ đưa kiến đeo không được. Dạ. Nhìn không thấy chứ không phải là mình đeo không được. Dạ. Đưa mang cái kiến như rồi cái họ đưa cái điện thoại mình coi thấy cái hàng chữ nó chạy ngang nhưng mà
đen thôi, mình không định dự được chữ gì số gì không không thấy. Dạ. Khoảng chừng 5 năm về trước là tôi đọc báo Đời Sống Pháp Luật tôi đọc được, mà 5 năm đỡ về đây là đọc không được. Không lúc thấy. Trước là chú đi làm công việc gì? Lúc trước tôi đi phụ hộ mà. Dạ. Bây giờ sức khỏe xuống ha chú hả? Sức khỏe là vẫn còn bình thường, giờ tôi cũng ôm bao xi măng 50kg tôi ôm bình thường nhưng mà có mắt nó kém. Dạ. Chứ là nghe không rõ đó. Mấy lần hỏi chú, mấy lần luôn chú mới tại kêu chú mặc cái áo vô á. Tại nhiều lúc lên YouTube thì YouTube là không có cho ở trần á. Ông ơi, có Tư với cả Út đến không? Gì? Có Tư với Út đến không? Có Tư của Út đến phải không? Vậy mời con Tư của Út vô đây đi. Hai em của Vũ Anh tới, thằng yeah. Thứ tư, thằng thứ năm. Dạ yeah. Con kêu, con kêu cậu vô đi. Là anh em với lại Vũ Anh. Có con cơ một quá. Con kêu dùm đi, dùm cho ông nội đi. Cô cứu bé Tông. Vậy? Cậu cậu tôi với cậu Út rồi. Cậu tôi cậu Út mày đâu? Hai bé ngủ say rồi mọi người ơi. Giờ cha cũng chưa về nữa, đi tìm mẹ về cho hai bé mà giờ chưa thấy về. Đi chiều về lâu á, chiều đi xuất phát đi rồi, hình như 4 giờ kém hơn 4 giờ. Giác đó thì cũng đúng rồi chú, cũng 4 giờ mấy. Ừ. Rồi chú ăn cơm nước gì chưa? Ăn rồi chú. Dạ. Coi coi, tôi ăn cơm nhiều lắm, tôi ăn từ 3 chén cơm lên. Dạ. Có gì ăn ấy. Bà nội là đi bán hết sớm chú, thường thường là hết sớm không? Thường thường 9 giờ bà về, 9 giờ bà 8 giờ rưỡi. Bà bữa nay, bà bữa đưa 101 tờ, bữa nay đưa 220 tờ, bà bán không hết đâu, còn mai tôi đi bán. Dạ. Đó, hy vọng thì mẹ của bé xem qua những cái video clip này á, thì cũng nên về sớm để mà chăm sóc cho hai bé nhỏ. Con nhỏ thì cần cái tình thương của mẹ nhiều hơn, đúng không chú? Ừ. Dạ. Hồi lúc này con lộn nhà là tắm rửa cho hai này sạch sẽ thơm hút à. Nó kỹ đứa lắm. Lâu á. Dạ. Bà không hiểu cho hai chồng không cử cãi, thân tự nhiên bỏ đi. Chú cũng không hiểu luôn hả? Tôi không hiểu, chồng sớm con không hiểu. Lúc trước thì cũng bỏ đi lần rồi. Lúc trước ở Dung 26 rồi nó cũng bỏ đi làng rồi, mình cũng không biết lý do sao. Ở trên đây tôi cũng đón đón với lại thấy cái dưới nó sống gần chỗ mà sát bên vách nhà nó xi bô xe, thấy ảnh hưởng chắc axit hóa học không mà thấy ảnh hưởng cháu mình thôi, về dưới rước về trên này. Ở giờ trên này cứ lục lục đục gì đó, không có cự cãi gì, có Vũ Anh nó nhằn nhằn là nó hút thuốc lá trong nhà đó. Vũ Anh nó la sợ ảnh hưởng hai cái này nè, chắc như vậy không bỏ đi biết. Thì cái đó thì cũng đúng thôi. Thì nếu mà hút thuốc lá thì mình đi ra ngoài mình hút, không dạ. Có trong phòng ảnh hưởng em bé lắm, có hút lá mình người lớn là không sao chứ nít là độc, bị được hô hấp được gối gắm lắm. Dù cho cha mẹ có xích mích cái gì thì cũng nghĩ tới hai đứa con nhỏ. Nhiều người kiếm đứa con cũng gian nan hả chú ha? Thiếu gì người kiếm đứa con không có, đi chùa, đi núi rồi nó cầu con không có. Được hai cục vàng vậy là coi như là quay quay rồi nuôi hai này mấy hồi. Ê, qua tới thấy đứa con gì hết chạy rồi. Chào anh. Giờ hai bé ngủ rồi. Thường thường là ngủ bé ngủ khoảng bao lâu mới thức chú? Nó ngủ khoảng chừng tiếng, tiếng rưỡi không chừng, tùy theo. Dạ. Yeah. Nhưng mà không có ồn thì nó ngủ được tiếng rưỡi. Và ban ngày vậy? Ngủ khoảng chừng tiếng. Dạ. Yeah. Mình cũng không biết được chắc ngủ hết. Nhưng mình hôm đó nó ngủ từng tiếng, tiếng rưỡi vậy đó. Dạ. Cái thức gì nó chơi này kia đồ ẩm gì chơi vòng vòng cái khoảng chừng tiếng sau nó ngủ nữa.
cho nó bú, nó đầu tắm rửa nó rồi bắt đầu thay tả rồi kia rồi bắt đầu nó ngủ tiếp. Còn tối là hai bé là coi như ngủ bên nhà của ba. Không, nó ngủ bên đây một thằng. Dạ. Thằng Ken là ngủ bên đây. Dạ. Còn thằng Taylor là ngủ với ba nó. Dạ. Chia ra vậy đó cho ba nó có giấc ngủ, cho ba nó đi làm. Chắc qua từng ba nó cũng đi làm rồi. Ở đây thì chăn thằng này. Chỉ là cái chỗ này nó hẹp quá, ngủ không hết. Ngủ không đủ. Dạ. Có nhiều đây là hai chồng tôi rồi con bé Thư với hai thằng này ngủ không hết. Vì tối ngủ là phải chụp cái mụn chụp lên cho nó chứ đâu phải để dậy đâu, sợ mũi đốt nó lỡ như sốt xuất huyết hay sao. Dạ. Mình lớn vậy sức đề kháng mình nó được, mình lướt qua được, còn ba lớn gì nó đâu có sức đề kháng đâu. Tối cũng cẩn thận mũi chú. Ừ. Tối là có chùm cái mụn ở phía trên võng không chú? Có cái mụn chụp để nó xuống ngủ dưới gạch này nào, bắt đầu cái trải cái tấm đó đó, cái tấm niệm ngủ đó đó, bắt đầu lấy cái mụn chụp chụp lên, có nằm sát đó đó. Rồi tới bả đây, tôi đang Thư đây, tôi đây là bốn người chụp cái mụn chụp cho nó. Mọi người xem clip thì thông cảm nha, tại vì bây giờ hai bé đó, đang ngủ nó thức dậy cho nó bú, người tả đầy thay tả rồi cái nó ngủ tiếp. Dạ. Yeah. Nói chung là tối nó cũng dễ đó, nó chỉ đói sữa rồi nó thức dậy nó bắt đầu là cho nó bú tiếp nó ngủ, nó cũng dễ lắm chứ không có quậy quạng như con người ta. Tối là ngủ thẳng giấc hả chú ha? Tối ngủ thẳng giấc, tới nằm nó đói hoặc là nó đái đầy bị tả đó là nó tự gì đó rồi thay tả chăm sóc cho nó đàng hoàng bắt đầu là nó ngủ tiếp. Mọi người xem clip thông cảm nha mọi người, tại vì bé ngủ á, chú ông nội phải đưa võng cho nên là mọi người xem nó hơi chóng mặt chút xíu. Dạ. Yeah. Phải đưa liên tục nghe chú. Thì đưa liên tục chứ đó, nó không ngưng rồi nó thức. Dạ. Yeah. Tới nào khoảng từ tầm tầm 9 giờ lên là nó ngủ sai rồi, mình không có đưa nữa. Dạ. Yeah. Như giờ mình đưa thì nó ngủ sai, như giờ này xe ta đi làm về á, nó ồn á. Nhà chợ này cũng rất là nhỏ, mọi người thấy trên gác là để đồ hết chứ cũng không có ở trên đó chú. Thấy đồ đạt quá trời. Trên gác này có ba cái đồ lặt vặt linh tinh, rồi bà đi bán vé số, Thư nó lụm da chai về đó nó bán để dành tống tiền mobile á. Dạ. Nó lụm ngại hết nữa vậy đó, tới 16 tay rồi bắt đầu nó gom nó bán cái đó tống tiền mobile. Chưa biết tin nữa cô, tại vì bây giờ mấy anh em YouTube với lại Vũ Anh đang bên đó cũng chưa biết như thế nào nữa. Dạ. Giờ đợi chút xíu đi thử coi sao. Dạ. Giờ hàng xóm cũng rất là hóng tin, nhưng mà bây giờ hiện tại giờ thì cứ mình cập nhật cho mọi người xem ở nhà hai bé như thế nào. Ông nội đưa võng gu cho hai bé ngủ nè. Chú biết gu không? Biết chứ. Chú làm câu thử con nghe thử coi. Làm câu hả? Dạ. Gió đưa bụi chuối sao hè. Cái anh theo vợ bé bỏ bè con thơ. Con thơ tài bế tài bồng. Tài nào sách nước, tài nào gió cơm. Tôi dân miền Tây thuộc bài ngu nhiều lắm. Dạ. Yeah. Lần tôi nghe nậu tôi hát nhớ. Nhiều lắm mà quên bớt. Em bé đang ngủ cho nên là nói chuyện cũng nhỏ nhỏ nha mọi người, để cho bé nó ngủ được sâu giấc. Tức là bé anh là đâu chú? Bé anh á, đâu là anh, đâu là em? Anh á, giờ này tôi không thấy, không biết. Trời ơi. Chú nhìn thằng nào nó lớn hơn thằng em á. Tối giờ là chú coi như không thấy rõ luôn hả? Nhìn không thấy rõ. Tức là bên... Hình như là thằng này là thằng anh nè. Đây là áo trắng nè. Áo trắng là thằng anh. Dạ. Nó nhỏ nhỏ đứa hơn. Dạ. Vì cái lúc đẻ nó là thằng này là 1.8 kg nha. Thằng này là 1.6 kg. Nhưng mà này nó chịu ăn hơn, nó to hơn. Dạ. Ờ. Bé áo trắng là anh.
Là Ken, là Anh. Dạ. Còn Tiger là em. Tiger tay chân nó lớn hơn, nó to hơn. Là ban ngày tôi định vị được, tôi ẩm là tôi biết được, vì thằng em nó hiếu động hơn, nó chả nó đạp giỡn kia nhiều hơn thằng Anh. Còn ngủ là nổ thương á, ngủ á, Tiger ngủ thấy thương ghê mọi người. Thì ông nội Dượng rất là thương cháu. Chú thì cũng không có lớn tuổi lắm đâu, mới có 50 tuổi thôi, nhưng mà cũng lãng tai với lại mắt hơi kém một chút. Tối vậy là nhiều lúc là không thấy đường đó, không thấy rõ. Chiều ngủ lâu rồi. Một mai cha yếu mẹ già. Ngủ đây để con có chụp gió. Ngủ lên ai ngủ này nha. Giờ ông nội phải giữ. Ông nội nha. Cha của bé về rồi. Để mình hỏi thăm xem như thế nào. Tìm được không Vũ Anh? Hồi chiều này đang đi mà anh có công việc cho nên là quay về để cho mấy anh em phụ với em. Không có gì. Đi vòng vòng kiếm cũng không có nè. Dạ. Trời ơi. Không có. Chiều này nghe cái tin là liên lạc với mợ hai cũng rất là vui. Hy vọng là sẽ tìm được. Tức tốc chạy qua bên đó, nhưng mà bây giờ gần 7 giờ rưỡi rồi. Đuối luôn hay không? Đuối. Ăn uống gì chưa? Chưa. Trời ơi. Gầu hết sức. Chiều này em chạy cũng tốc độ chứ. Qua bển này hy vọng là cũng ở đâu đó, còn gần gần đó. Thường thường là vợ của em là hay ở nhà mợ hay sao? Ghé mợ chơi nhiều. Ừ. Thôi vô nhà rửa mặt rửa mày đi. Rồi. Dạ không, tại vì xuống dưới không gặp. Thứ hai là người ta cũng không có cố tình, người ta giấu không cho mình biết vợ mình ở đâu luôn. Dạ. 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 Sao hỏi em cái gì Phương? Dạ dạ. Dạ cảm ơn cô. Dạ dạ. Em qua bên đó thì như thế nào em có thể kể cho mọi người biết được không Vũ Anh? Đây, xuống dưới thì học không gặp vợ cũng không gặp cô nữa. Thì mấy anh em ngồi đợi cô, và cô nói là bữa có gọi hỏi thăm cô sức khỏe xong rồi cô nó kêu nó về, kêu nó không về. Rồi nó tắt máy và hỏi số đâu rồi cô, bà cô bác kêu mất rồi. Thì em nghĩ là cô em bà không cho biết thôi. Mợ hai là như thế nào Vũ Anh? Dạ, mợ hai là vợ của cậu hai em. Cậu hai em là mẹ anh của mẹ em. À. Nhưng mà sao mà giấu ta? Anh không hiểu lắm. Dạ. Em nghĩ chắc giấu. Tại vì cô em với nó, vợ em rất là thân thiết. Bà thương nó. Nhưng mà anh cũng thắc mắc rồi, không hiểu lý do gì giấu. Tại vì còn phải về để mà nếu mà thương cháu của mình thì phải để cho vợ của em về để mà lo cho hai đứa nữa chứ, mà cái tình hình như vậy thì sau này nữa rồi ai mà chăm sóc hai bé mà để cho em đi làm này kia được. Thì qua bên đó thì em có nói chuyện với mợ hai của em mà để biết được những cái thông tin về vợ của em không? Có, nhưng mà mợ hai cứ kiểu như là né tránh, không muốn trả lời. Mợ hai em nói sao? Không muốn trả lời, nó là mất số rồi, không có thấy. Nhưng mà chiều này thì có gọi về cho bà nội là mẹ của em, thì nói là vợ của em nói là có liên lạc với là mợ hai và nói là bỏ đi đâu á. Dạ. Đó. Rồi tại sao mà lại giấu đó? Không. Dạ. Anh cũng không hiểu nữa. Dạ. Em với mong là mợ hai thương nhắn vợ em về thôi. Chứ mà em lo hai con cũng không thể. À. Còn phải kiếm tiền lo cho hai đứa nhỏ chứ. Mọi người ta cũng giúp mình được chút chứ đâu phải ai giúp mình suốt đời thôi.
rồi qua bên đó rồi nói rồi không biết số, mà số gọi qua máy điện thoại phải biết số chứ sao mà nó không biết số được. Mất số mới gọi hả, chiều mà mất số gì à, anh em có mượn điện thoại lục mà thấy nó mất số à, sao mà kỳ ta. Nói chung ra thì chuyện trong gia đình của em thì anh cũng không biết. Nói chung ra thì thấy thương mấy đứa nhỏ, nhưng mà không hiểu lý do như thế nào mà mợ hai của em lại giấu không có cho biết tung tích của vợ em. Nghĩ mợ hai biết mà không nói. Nhưng mà trước đó thì gia đình mình có mâu thuẫn gì hay không? Không. Nói chung là cũng chuyện lặt vặt vợ chồng to nhỏ lớn tiếng với nhau thôi chứ đâu có gì đâu. Rồi lý do sao mà mợ của em lại không cho biết ta? Em cũng biết. Anh cũng không hiểu nữa. Dạ. Nhưng mà nói chung rồi thôi, bây giờ cũng hy vọng là vợ của em thì cũng gán để mà về, để mà lo cho hai con, đứa con của mình bây giờ nó còn rất là nhỏ luôn, thì chăm sóc để mà em không phải đi làm nữa. Vợ em có quen những bạn bè nhiều không? Cũng nhiều, tại do một số bạn em không biết nhà. À, nhưng mà mấy người đó hay chuyển trọ tới luôn, nên không ổn định được một chỗ để mình tìm. Vợ em có nhậu nhẹt gì không? À, không. Có hút thuốc thôi ha. Dạ. Theo em nghĩ là chắc cũng vòng vòng bên đó hay sao? Chắc cũng vòng vòng ở dưới đấy chứ. Em đi tìm hết chưa? Dạ rồi. À, chắc cũng một hai hôm cũng thấy chắc là anh cũng xách xe chạy xuống dưới thử một hai lần nữa. Bây giờ mỗi lần em đi là em phải cứ đi theo dõi vòng vòng đó thôi, chứ đừng có đi âm thầm đi thôi. Chứ nếu mà em nói là mợ hai giấu thì em phải âm thầm em đi thôi, chứ cũng đừng có nói để mà để tìm vợ em về. Lúc trước thì có xích mích gì không? Xích mích vợ. Có xích mích gì không? Cái lúc mà cái lần bỏ đi nè. Dạ không. Nói chung vợ chồng cũng cãi lộn, qua lại vụ con cái thôi. Nhưng mà theo em nghĩ là vợ em cái vấn đề tiền bạc, không có tiền nuôi con hay sao? Em cũng biết nữa, nó bây giờ nó dấu chấm hỏi trong cái đầu của em, không biết đường để mà em suy nghĩ. Tại chi vợ chồng có gì nó cũng nói ra thẳng với nhau, nó cứ im im lòng lèm lì lì rồi nó đi, tự động nó đi, từ đó em cũng không biết đường đâu. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Lần trước thì bỏ đi lâu không? Từng lễ. Từng lễ hả? Rồi lần này cũng hơn 20 ngày hả? Rồi thôi thì bây giờ em cũng nghỉ ngơi đi rồi có gì từ từ tính tiếp. Dạ, mình xin dừng cái video ở đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nhớ cho mình một like cũng như đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo ạ.